Tao về tao không thấy này, mày chặt hết quần áo chị Thư ra hả? Mày nhân cơ hội lúc chị Thư không ở nhà mày phải á? Tao cái thế đây. Còn để anh kia mày bác cúp về, mày đéo xong đâu à. Mày nghĩ tao sợ cái đằng đấy à? Mẹ bây giờ mình ngồi đây nha. Mày đợi để tao kiếm đây chuồng khói ra vào. Mày anh lấy dây chuối cho mẹ nó vào đây. Mày bỏ tao ra. Tao giờ ấy. Mày đền quần áo này là 1 và lên xin lỗi chị Thư là 2. Xích đó là 4 con rồi. Cho mẹ lại. Xích bỏ tao ra. Rồi em anh về góc chừng nào. Mày đi làm đi. Mày đi đây. Mày đi đây hả? Tao chặt quần áo có Thư đấy làm sao? Mày sao mày chặt quần áo như này hả? Tao bị chặt đây. Toàn váy của chị Thư đâu mày đóng chặt. Ra sao mày khốn nạn thế? Này tao chặt thì cái tao cũng mày liên quan đến mày không phải. Mày biết váy bao tiền không mày chặt hả? Tao cũng mày về đây làm gì? Con Thư với cả thằng kia đang lên bệnh viện đấy. Mày lên đấy với thằng đó đấy. Mày đang ở nhà bọn tao ấy. Đâu ở nhà mày đâu mà thái độ. Mày đi con dao cắt đi. Này mày bỏ tay xuống. Còn hôm nay mày chặt cái này ấy. Mày tin tao bắt tiền mày không? Váy của em tiền triệu. Tiền triệu cái đó mày có loại rẻ sách này. Tiền của mày gây mũi chị Thư mày chưa hài lòng mày à? Tao cái đánh này. Chị Thư rồi. Này, em ơi chặt cái áo. Chúng mày ấy, tốt nhất chúng mày cũng lên bệnh viện lên thăm. Cầm lấy mà đền. Này, mày đúng mà thái độ với tao. Thái độ gì ấy hả? Mày làm gì ấy? Mày nào? Làm sao? Này, chúng mày đừng tưởng hôm nay không có thằng này chúng mày tao nha. Kể cả đang có cả Mạnh đây nhá, cả Mạnh luôn. Mày gọi nó lên đây. Giờ tao kéo thì gọi đấy. Giờ chúng mày đủ chua là hả? Cái đéo thì chúng mày cũng phá thế. Tao nói bạn, mày có đền cái áo gì chưa không? Tao kéo cái tiền đây, mày có loại tiền tắc này thì kéo tao phải đền. Mày nói gì? Này, hả? Mày đừng mày tát tao á. Đến nhà mày cắt áo chị Thư thế mày được không? Mày tự nhiên mày vào trong nhà chưa được xin phép của ai, mày đã lấy quần áo của chị Thư ra mày cắt. Áo của chúng mày mà chúng mày phải nói. Rõ ràng cổng khóa rồi, thế mày vẫn trèo tường vào á? Áo này ấy là của chị Thư và nhà mày cũng là của chị Thư, đéo phải của mày. Mà mày tự tiện vào đây mày lấy đồ không mày cắt. Mày thế mày biết là xúc phạm nhà người khác không? Này, bây giờ tao đéo thích thằng con Thư ở nhà này đấy. Mày không thích mà được. Này, mày đánh tao ăn, mày nhớ mặt tao nhá. Đi, sao mày ở đây, đéo chưa cho mày. Tao bảo là tóm tốt nhất đấy chúng mày em. Mày bỏ tao ra. Em mày vào đây. Mày điện hôm nay ấy, mày không xử lý xong cái vụ này ấy, đéo cho mày đi đâu. Tao cho mày, tao đốt mày đây, đợi bác Cúc về bác xử lý mày luôn. Mày làm sao? Còn đợi bác Cúc về thì mày đéo xong đâu. Chúng mày phá hết nhà ra rồi. Mày cứ to mồm đi, xem rồi xem nhá. Tao bảo là tốt nhất là chúng mày lên bệnh viện đi, đi thăm con Thư về thằng kia đi. Nó gầy mũi á, cũng biết là còn thở được hay không. Mày nói gì hả? Mày nói gì tốt mày, tao. Mày thích nói nhiều không? Mày thích đánh tao á? Bố mày đánh mày luôn rồi. Này cái loại mày đéo thêm cái bẩn tay, còn cái áo này với cái váy đền. Tao đéo thì đền đấy, áo của mày đéo à? Đánh nữa, tao bắt đền mày. Còn đéo đền được ấy, bố cho mày lên công an. Cả cái bụng qua mày đánh chị Thư nữa. Thôi rồi, xem mày dạy được đường nào. Mày tổng hợp các tội của mày vào mày ấy. Chạy đi đâu? Thật, mày mọt công luôn ạ. Tao đéo sợ ấy, tao bảo mày tốt mày nhất đi. Mày cứ to mồm đi. Chúng mày đừng lên, mày đéo tao làm đéo gì. Tốt nhất chúng mày nên ra ngoài kia đi tìm, đi kiếm tiền để cho con Thư sửa lại cái mũi nó đi. Tao, mày nghĩ tao phí hơi với mày à? Tao về tao không thấy này, mày chặt hết quần áo chị Thư ra hả? Mày nhân cơ hội lúc chị Thư không ở nhà mày phải á? Tao cái thế đấy. Còn để anh kia mày bác Cúc về, mày đéo xong đâu à? Mày nghĩ tao sợ cái đằng đấy à? Mẹ bây giờ mình ngồi đây nha. Mày đợi để tao kiếm đây chuồng khói ra vào. Mày anh lấy dây chuối cho mẹ nó vào đây. Mày bỏ tao ra. Tao giờ ấy. Mày đền quần áo này là 1 và lên xin lỗi chị Thư là 2. Xích đó là 4 con rồi. Cho mẹ lại. Xích mày bỏ tao ra. Bố mày xích mày ở đây nha. Chua mày. Mang tay vào đây. Mẹ không mày bỏ tao ra. Đây. Chúng mày còn tin tao gọi anh Mạnh lên đây không? Mày gọi cả Mạnh hay hết lên đây. Bỏ tao ra. Mày là tao chưa gọi công an nên mày đừng bảo mày gọi ai. Gọi ai? Này bỏ tao ra. Mày giữ tay lại cho anh. Là anh bố không? Chúng mày bỏ dám bỏ chúng bỏ. Mày á? Mày còn tin tao gọi anh Mạnh lên đây không? Mày thích gọi Mạnh thôi. Cái tay này mày thích cái ấy không? Mày thích cắt đúng không? Hả? Mày cắt đi. Giờ bố cho anh vào đây mày cắt hộ thằng này. Thả tao ra. Tao đéo thể. Chói được người à? Mày nè chúng mày bỏ tao ra. Tao đéo bỏ. Mày nha, tao lấy. Tao cắt quần áo mày được không? Hả? Chúng mày coi tao cắt áo mày ra nhá. Này, mày thử cắt đi, mày có tin tao bảo đàn em của tao lên phá thằng con kia mày cần thằng Thư nào. Hộ cái. Mày đang bị như thế mày còn láo á. Quần áo mày cắt như này không? Để tao xem mày cắt nè, tao cắt đúng như thế thì xem mày tin được không? Bỏ tao ra. Rồi. Nha mày. Mẹ mày đừng có ăn cắt áo của tao. Ôi, bố mày thì cắt đi. Áo của chị Thư mày để. Mày cắt của người khác được, tao cắt được của mày. Chúng mày giỏi, chúng mày cắt đi dù sao.
chuyện mình. Đợi bác Cúc với anh Kiên về xử lý mày. Tao đéo thèm sợ. Im mồm qua đây. Như này mồm qua đây. Rồi mày cãi đi. Mày cãi đi. Nói đi, sao bảo? Nói đi, mà nói chuyện mình. Bố đứng đây canh mày, đợi cho mày có đền đó. Còn tao đứng đây, tao đợi bác Cúc về xử lý mày con chó ạ. Dậy đi. Thế mày có đền không? Đền thì tao phải. Tao đéo cái đền này. Đéo đền thì đứng ở đây. Cái mẹ ơi. Mày đền không? Hả? Cho mày lần cuối có đền không? Mới xin lỗi chị Thư không? Tao đéo. Đéo không? Chua nó ở đây, đúng rồi, nhốt ở đây xem là trốn vào được nhá. Uống chua mày ở đây, chết mưa con ạ. Chua tao đéo sợ. Không sợ đi. Và các mẹ hỏi chị Thư làm nào rồi Tiến? Thôi đừng nói chị Thư biết, chị lại buồn đấy. Thôi anh em vào lấy đồ, mang đi cho chị Thư đi. Mày cứ đừng lấy một cái đi. Tiến ơi, xong chưa Tiến ơi? Hả? Con mày vứt quần áo chị Thư đâu rồi? Sao còn mấy bộ này? Không thấy đâu. Tao đéo biết. Ở nhà vứt hết mẹ quần áo đi rồi. Đốt rồi. Chó này để không? Con chó này ấy, lại phải đứng ngồi đây trong nhà của tao. Chó không đứng ở đây cả buổi chiều cho mày chết sao mày. À, có trộm vào sủa lên nhá, không nó vào ăn trộm hết đấy. Chó to nào? Con chó này á, phải trừng trị nó. Thôi đi, anh mình ra ngay thôi. Chó này em nhéo nào thế luôn. Mẹ tự nhiên. Mày ra đây đi. Mày nhà chó chó dại rồi à. Chuyên ra sổng con chó này phải bắt nó lại. Quái nó lại. Mày thấy nhục chưa? Mày cắt con áo làm gì để con chó đi như này?